không thể bàn cãi được sức mạnh khủng khiếp của một vị thanh niên trẻ tuổi như Zoro, một trong ba thành viên mạnh nhất trong nhóm hải tặc mũ rơm. Vì sức mạnh của cậu quá lớn và kinh hoàng, nên đôi khi cậu trở nên nghiêm nghị và lạnh lùng trong cách ứng xử bên ngoài đối với những người không hiểu rõ cậu. Người ta thường nhầm lẫn cậu là thuyền trưởng của nhóm hải tặc mũ rơm sau khi chứng kiến sức mạnh của cậu trong các trận chiến. Chào mừng các bạn đã đến với Shonen Action. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với top 10 sự thật có thể bạn biết rồi về Zoro. Sự thật đầu tiên, ngày sinh của Zoro là vào ngày 11 tháng 11, chiều cao là 178cm, sau time skip là 181cm, mức truy nã hiện tại của Zoro là 320 triệu berry. Sự thật số 2, Zoro có sức chịu đựng đau đớn cực mạnh, chứng nhận qua nhiều lần anh đã phải chịu đựng như thanh hắc kiếm của Mihawk chém một đường dọc ngay ngực, bị chiếc mũi của Along đâm vào ngực, tự chặt chân để giải thoát khỏi đống sắt của Mr. Three. Sự thật số 3, Zoro là một trong ba người mạnh nhất nhóm mũ rơm và mạnh tới mức nhiều người đôi khi tưởng nhầm anh là thuyền trưởng sau khi chứng kiến năng lượng chiến đấu của mình. Tuy rằng không rõ Zoro đã mạnh lên bao nhiêu sau khi trải qua 2 năm được Mihawk huấn luyện. Lần thể hiện đầu tiên trong 2 năm, Zoro có khả năng chém đôi vật thể lớn vô cùng dễ dàng với tốc độ cực nhanh và cực kỳ chính xác chỉ với một cú vung kiếm. Sự thật số 4, Zoro có một tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn, nhanh tới mức có thể đuổi kịp Sanji, người hoàn toàn lĩnh hội tuyệt kỹ cước pháp, thậm chí có thể di chuyển cực nhanh và nhảy rất cao, dễ dàng tránh được đạn bắn. Sự thật số 5, mặc dù không phải là Samurai, Zoro vẫn được coi là Bushido ở mức độ nhất định. Ví dụ như anh nhất định không chịu tấn công đối thủ khi hắn quay lưng lại. Ngoại lệ duy nhất là khi thuyền trưởng của anh gặp nguy hiểm tới tính mạng và Zoro tấn công kẻ đó từ phía sau, và bản thân anh coi vết sẹo ở sau lưng đối với kiếm sĩ là nỗi nhục nhã nhất. Sự thật số 6, giống như Luffy rất thích ăn thịt thì Zoro lại rất thích uống rượu và có tiểu lượng cực kỳ cao. Zoro cũng thích ăn nhất là gạo trắng, thịt si king và bất kỳ đi cùng với rượu bia. Sự thật số 7, Zoro có suy nghĩ quái gở khi giải quyết những vấn đề đơn giản, kể cả trong tình huống tồi tệ nhất. Chẳng hạn khi Luffy bị kẹt ngón tay trong một cái chai thì Zoro đã suy nghĩ đơn giản là chặt đứt đôi chai, khiến Luffy bị một phen sợ tái mặt. Sự thật số 8, Zoro cũng như các thành viên nhóm mũ rơm khác cũng có lá cờ hải tặc của riêng mình. Đó là hình Zoro cuốn băng trùm đầu, hai thanh kiếm thay vì khúc xương chéo ngang và một thanh ở miệng. Sự thật số 9, Zoro có một điểm yếu không thể chối cãi, hoàn toàn không xác định được phương hướng, thường xuyên bị lạc bất kể nơi nào và luôn đi sai đường, thậm chí đi sai hướng ngay cả khi được chỉ cho đường đi. Chính vì điều này mà khiến cho đồng đội anh lo lắng và phải canh chừng anh. Sự thật số 10, Zoro hoàn toàn tin tưởng Luffy và luôn làm theo quyết định của cậu ta, bất chấp hậu quả ra sao, vì đó là mệnh lệnh của thuyền trưởng, thuyền viên phải nghe theo mà không được đặt câu hỏi. Zoro là người kính nể Luffy nhất, có thể hoặc không là vì anh ta là thành viên đầu tiên. Và chúng mình đang cần sự trợ giúp của các bạn về các chủ đề trong các video tiếp theo. Các bạn có thể truy cập vào Facebook để hỗ trợ chúng mình. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ channel nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Shanks là một trong những nhân vật có phong thái ung dung nhất trong thế giới One Piece. Thích dành thời gian cùng các thuyền viên đi du ngoạn vòng quanh thế giới hơn là vội vã nhảy từ nơi này sang nơi khác. Vào phần đầu, Shanks đã trêu chọc Luffy khi Luffy nói có ý định sau này sẽ làm hải tặc. Shanks có khả năng sử dụng Haki Bá Vương, một năng lực mà chỉ một trong 1 triệu người mới có thể khả năng sử dụng. Sau khi cứu Luffy